Ngày 26 tháng 7, rất đông du khách tới sân bay Đà Nẵng mua vé, làm thủ tục để rời thành phố Đà Nẵng trở về nhà. Theo ghi nhận của phóng viên, sáng cùng ngày, lượng người ra vào tại sân bay đông hơn mọi ngày. Qua quan sát tại nhà ga, hầu hết các nhân viên và người dân đều nghiêm túc việc đeo khẩu trang để thực hiện các thủ tục giao dịch. Một số trường hợp không đeo khẩu trang được các lực lượng an ninh nhắc nhở, yêu cầu mua. Nói chung lúc đầu nghe tin thì cũng thấy có sự hoang mang, nhưng mà sau khi mà đến các cơ quan rồi đã nói là dập dịch, phun khử khuẩn, cách ly các thứ, và cái người F1 hơn 100 người âm tính thì thấy bình thường, thì người dân ở đây cũng không có dấu hiệu gì là hoang mang cả. Thành phố Đà Nẵng thì cả trong mấy cái về cách ly hay là giãn cách xã hội, người ta thì phải nhanh hơn, không nghĩ gì. Sau hai trường hợp nhiễm bệnh với SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chính thức có thông báo khẩn về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu từ 13 giờ ngày 26 tháng 7, người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.